cả nhà. Em xin chào cả nhà nha. Hân Hang chào đón cả nhà mình đã đến với kênh YouTube của Hoa Lan Như Ý. Hôm nay em ấy sẽ lên một số mặt bông gọi là rất chi là đẹp luôn, để cho cả nhà mình cùng sưu tầm và cùng tham khảo nha. Em mời cả nhà mình cùng theo dõi tới hết cái video này nha. Cái cây đầu tiên, em xin thông báo tới anh chị mình và cả nhà, hiện tại hắc tướng tím em đã hết hàng rồi cả nhà. Em sẽ không còn hắc tướng tím để chia sẻ cho cả nhà nữa. Thật sự cái cây đó nếu như mà mình không sưu tầm thì rất là tiếc luôn cả nhà. Và hiện tại trộm vía hôm nay, một chậu 14 lá mà em đã xẻ ra không còn một lá luôn cả nhà. Nói chung là trộm vía ông bà phù hộ, ngành lan phù hộ, cho nên là một cái chậu hắc tướng tím 14 lá mà bán trong vòng 5-7 ngày thì rất là ok cả nhà nha. Bây giờ không có hắc tướng tím thì em sẽ lên tím tám ngọc cho cả nhà mình cùng sưu tầm. Cái cây tím tám ngọc này nè cả nhà, đây là một cái hướng giữa ơi. Đây là một cái hướng giữa em cắt và nó đã lên cái măng tầm này, tầm mấy xăng ta? Tầm 5-7 xăng rồi cả nhà. Cái măng này cả nhà thấy không? Măng này tầm 5-7 xăng rồi. Em ơi, em mở nhỏ lại. Tầm 5-7 xăng rồi. Và nói chung cái này là hướng giữa ấm chậu nè cả nhà nha. Dính một nhát cắt rồi nè, cho nên người ta mới gọi là hướng giữa. Và rễ cái măng này nó đang nhú ra. Tím tám ngọc này là một cái cây huyền thoại luôn cả nhà, rất là có tên tuổi trên thị trường. Cái cây tím tám ngọc thì màu nó sẽ sậm hơn cái cây hắc tướng tím nha cả nhà. Thì em chia một hướng tím tám ngọc như thế này. Anh chị mình thích sưu tầm tím tám ngọc thì em mời cả nhà mình cùng alo trực tiếp cho em qua số điện thoại 0989214119. Em sẽ báo giá và chốt đơn cho cả nhà. Thì nếu như mà anh chị mình thật sự cần thì hãy inbox cho em để mình tham khảo giá còn cả nhà ha. Còn nếu như mà mình cảm thấy em bán giá cái kiểu như mà không công khai phiền phức quá thì em mời em cũng xin cả nhà hoan hỷ cả nhà ha. Đây, tím tám ngọc, cây này cả nhà nhìn cái lưỡi kỹ giùm em. Gân guốc nó chạy từ trong cái đầu mũi ra, cái lưỡi nó rất là ok. Để kiếm được một cái cây màu tím mà cái bông nó nở một màu tím sậm như thế này và bông nó rất là to, và đặc biệt lưỡi chạy gân rất là nhiều thì nói chung là khó nha cả nhà. Nói về cái dòng cách lây da luôn thì rất là khó. Anh chị mình thích sưu tầm tím tám ngọc, em mời cả nhà mình cùng lên đơn. Lá này cả nhà, cắt ngang một cái rồi cả nhà nha. Đó là tím tám ngọc. Tiếp theo bây giờ em sẽ có một cái hướng này chia sẻ cho cả nhà. Hôm nay em sẽ có hai loại 561, và cây đầu tiên em lên sẽ là 561 màu vàng. 561 màu vàng này thì cả nhà biết rồi đó, cái dòng 561 nó sẽ rất là xiên bông. Và đối với vườn em thì em chỉ tuyển chọn những cái mặt 561 nào nó xiên bông mà nó bông tròn rất là đẹp. Vì cả nhà biết sao, cái dòng 561 là nó sẽ na ná nhau. À nhưng đây em xin giải thích với cả nhà luôn, tại sao có người lại gọi là 561, có người lại gọi là OK2. OK là cái tên của cái ông mà chuyên gia làm cây sổ đó cả nhà. Thì những cái cây mà mình lấy từ tay ổng ra thì mình sẽ gọi là OK hoặc là OK1, OK2, OK3, OK4 gì đó cả nhà. Nhưng về tới Việt Nam, người Việt Nam mình lại đặt đổi tên sang là 561. Thì thôi, Việt Nam mình mình ở Việt Nam thì mình xài Việt Nam cả nhà ha. Cho nên là 561 cũng là OK2 thôi cả nhà, hay là OK2 cũng là 561. Tại vì Việt Nam mình đổi tên, đúng ra tên người ta gọi là tên OK2, nhưng mà do Việt Nam mình lấy về á, Việt Nam mình cứ đổi thành 561 cho nên là mình gọi 561. Và 561 á, em sẽ lên hôm nay cái cây đầu tiên em lên 561 màu vàng cho cả nhà mình cùng tham khảo, rất là xiên bông. Nè, em cho cả nhà test bông. Cây này rất là đỉnh nha cả nhà, khuôn bông cực kỳ tròn và lưỡi tròn. Tổng cộng thì cái chậu này nó sẽ có 4 lá già và tất cả 4 lá già này đều có cuống hoa. Trời ơi, đừng nói cái hướng này, cái hướng này nó cũng đang ra mèo luôn mà. Không biết đầu nụ hay không nữa cả nhà. Em chia hướng hai lá, hướng đầu. Kiểu như em chia cái này là hướng đầu nhưng mà dính một nhát cắt. Đáng lẽ là em chia cái hướng đầu tiên này nè cả nhà, nhưng mà cả nhà biết xong, tại vì cái lá này nó còn quá non. Nó ra rễ rồi nhưng mà nó còn quá non, cho nên là em sẽ chia cái hướng đầu này. Nói chung là hướng đầu dính một nhát cắt là cả nhà biết cái lá sau nó sẽ dính một nhát cắt. 561 màu vàng em chia một hướng như thế này là 1.000.000. Anh chị mình thích sưu tầm mã 561 màu vàng, em mời cả nhà mình cùng alo trực tiếp cho em qua số điện thoại 0989214119 nha. Cây này thì chiều cao của nó sẽ tầm hơn 30 xăng nha cả nhà, tại vì một gang của em là 18, em đo hai gang thì sẽ tầm 36. Nhưng mà nói về cái lá này chưa hoàn thiện ok thì tầm 36 xăng, nhưng mà nói về mẹ thì phải hơn 40 xăng.
rất là cao, to và lực luôn. Anh chị nào mà thích cái dòng dòng 561 mà thân lá cao to thì không nên bỏ qua cái này. Bốn lá già mà hoa bốn lá luôn là cả nhà biết nó như thế nào nha. Đây hình như nó đang đậu một cái nụ trực tiếp luôn á cả nhà. Bé bé trong đây nè cả nhà. Trong đây nó đang đậu một cái nụ trực tiếp bé bé trong đây hay sao á. Em bán hướng đầu dính một nhát cắt 1 triệu. Em mời cả nhà mình cùng lên đơn nha. Mã 561 màu vàng. 561 màu cam. Bây giờ em sẽ lên 561 màu cam cho cả nhà. 561 màu cam. Thì mặt bông em đây là mặt bông nở tại vườn nhà em. Lúc trước nở thì những cái cánh nó sẽ có những cái đường dạng như là sẹt sẹt hay là bị tật gì em không biết, nhưng mà hoa mẫu nở tại vườn em thì em sẽ ghim lên cho cả nhà mình cùng tham khảo. Cả nhà quan sát kỹ cái cánh giùm em. Thì cái hướng này là em đã bán cho một chị ngoài Hà Nội. Cái hướng bông trên đây là cả nhà là năm ngoái hay là hồi Tết em bán cho cái chị ngoài Hà Nội rồi. Đó, thì em có một chậu như thế này. Chậu này tổng 3 lá mà chỉ xài được một lá đầu thôi. 3 lá này em chia sẻ cho cả nhà là 1 triệu. 561 màu cam, 3 lá 1 triệu, rẻ ra rất là ok. Và 2 lá sau là đều dính nhắt cắt tới hết nha cả nhà. Tất cả đều còn mắc gạo, rễ nó đang nhú rất là ok. 1 triệu cho cái chậu 561 màu cam. Em mời cả nhà mình cùng lên đơn. Mã 561 màu cam. Tiếp theo em có một cái cây 158 VIP cho cả nhà mình cùng tham khảo. Thì em mời cả nhà mình cùng tham khảo mặt bông. Cây này đặc biệt chỉ đợt vừa rồi là tại hội thi Hoa Lan Vũng Tàu. Nhà em cái cây này là đạt giải 3, là tại giải 3 hay giải 2 gì em quên rồi ta, mới đây mà không nhớ. Tại vì thứ nhất là cây nó yếu cho nên là màu nó lên không chuẩn. Và tại vì cái chậu em đem đi thi thì nó mới 2 tới 3 lá thôi cả nhà, cho nên cái hoa nó không đạt vẫn rất là chuyện bình thường. Nhưng cái khuôn nó rất là tròn và rất là đẹp. Cái gì đằng kia ta? Rất là tròn và rất là đẹp cho nên là nó đạt giải 2 hay giải 3 gì đó cả nhà, rất là đáng chơi luôn. Cây này cực bao khuôn bông cực kỳ tròn. Thì cả nhà cứ nghĩ đi, một cái hướng lan mà mình trồng tầm 2 tới 3 lá thôi mà nó ra cái bông mà không, nó không, cái khuôn nó không bị méo, chỉ là cái độ màu của nó chưa tới đỉnh điểm thôi cả nhà, tại vì nó còn yếu, nó chưa đủ sức. Thì hôm nay em sẽ lên chia sẻ cho cả nhà một cái chậu 158 VIP. Cái này là hướng giữa nha cả nhà. Cây này nó có nhiều mắt lắm cả nhà ơi, cây này mình có thể khai thác rất là ok. Hiện tại thì cái thân sau á, nó bị khô hết rồi cả nhà, khô mắt á. Kiểu như thân sau là sẽ bị khô mắt rồi. Thân đầu thì mình sẽ còn xài được 1 mắt, 2 mắt, 3 mắt nha cả nhà. Thân đầu mình sẽ xài được 1 mắt, 2 mắt, 3 mắt. Đó, anh chị nào mà thích trồng hoặc là có thể chuyển khoản thì em sẽ trồng cho cả nhà. Khi nào mà măng lên ok thì em sẽ gửi. Nó đang lên măng này cả nhà, thấy không? Cái măng nó đang lên. 158 VIP, khuôn bông rất là tròn. Đây là hướng giữa nha cả nhà. Và lá sau đã hết mắt. Anh chị mình nghiên cứu kỹ trước khi mua cây này. Và giá cây này thì nó cũng không hề rẻ cả nhà nha. Đó, em báo rõ từng chi tiết. Nói chung lá sau là chỉ còn mắt gạo thôi cả nhà. Còn lá đầu mình còn xài được 3 mắt. Bởi vì đây là một cái cây 158, nó sẽ có tầm 3-4 mắt tùy theo thân nha cả nhà. Thì cái thân đầu này nó còn 3 mắt xài rất là ok. 3 mắt chính á cả nhà, chứ mắt gạo nó tầm tút trên đây nè, nó còn 3-3 mắt chính lận. Em mới đem bán ra cho cả nhà, chứ ví dụ như nó còn một mắt thì em không có đem bán cho cả nhà đâu. Những cái cây mà hắc hiêu như thế thì thứ nhất là em sẽ bán giá rẻ, và thứ hai, cái thứ hai là ít khi em bán những cái cây hiêu hắc như thế lắm cả nhà. Anh chị thực sự nào cần và anh chị nào thực sự mà cảm thấy mình chăm nổi thì em mới chia thôi. Còn ít khi trên video này mà em đem những cái chậu mà gần như là còn có một mắt thôi đem chia sẻ lắm cả nhà. Còn một lá thì chia sẻ, nhưng mà còn một mắt thì không bao giờ chia sẻ. Cái cây này tuy là nó thân sau nó hết mắt, nhưng mà thân đầu bù lại nó còn 3 mắt ngủ rất là ok. Còn mắt gạo vẫn còn, thì mắt gạo nó tút trên này nè cả nhà. 158 VIP, em mời cả nhà mình cùng lên đơn nha. Đó là cây 158 VIP. Em có một cây này nè cả nhà. Sunset Sale Lai Tướng, ấm chậu rồi cả nhà ơi, rẽ ra rất là ok, rẽ ra rồi. Sunset Sale Lai Tướng em có một hướng như thế này. Thì cái này nó cũng chỉ xài được thân đầu thôi cả nhà nha. Cây Sunset Sale Lai Tướng này thì mặt bông em ghim lên cho cả nhà. Đây là một cái cây màu đỏ rất là gắt, mặt bông nhìn cực kỳ ma mị và rất là đẹp. Dòng này anh chị nào mà thích thân thủ cao thì không nên bỏ qua cây này nè, nó rất là đẹp nha cả nhà. Thân lá rất là cao, chiều cao của nó sẽ tầm 40. Và cái này thì mình chỉ xài được một lá đầu như thế này, đang chuẩn bị bật hai măng. Rất là tương lai luôn, như cả nhà biết là hồi nãy cái nào tương lai em mới bán thôi. Còn cái nào mà dạng như hiu hắt quá thì em không có bán đâu. Cái này rễ nó ra rồi, và cái thân tơ này đang chuẩn bị bật một lúc hai mầm nè cả nhà. Một mầm nè, hai mầm, rất là tương lai. Sunset Sale Lai Tướng em chia nguyên một chậu này cho cả nhà mình cùng sưu tầm là 800 ngàn. Em mời cả nhà mình cùng lên đơn, rất là xiên bông, cuốn hoa. Thân này cũng có cuốn hoa luôn cả nhà, và thân lá rất là lực nha.
Đặc biệt màu sắc của nó cực kỳ đậm và cực kỳ sặc sỡ luôn. Rồi em mời cả nhà mình cùng chốt đơn. Em có một lá D6 nè cả nhà. D6 này em có một lá đầu chia sẻ cho cả nhà, đang chuẩn bị bật một lúc hai mầm luôn. D6 này là một cái cây màu cam gân. D6 thì sẽ có D6 số 1 và D6 số 2. Lúc trước em có chia sẻ cây D6 số 1 của cả nhà, nhưng mà bây giờ cái cây D6 này là D6 số 2. Em mời cả nhà mình cùng tham khảo mặt bông D6. Rất một cái cây mà gân guốc rất là dữ dằn và mặt bông nhìn rất là đẹp luôn. Hướng một lá đầu D6 em chia sẻ với cả nhà là 800.000. Cả nhà yên tâm đi, nó có hoa rồi. Những cái cây có cuốn hoa như thế này thì mình không cần phải lăn tăn về cái vụ hay có hoa hay không có hoa gì hết cả nhà. Cả nhà cứ yên tâm mà công tác nha. D6 nha cả nhà, 800.000 một lá đầu, đang bật một lúc hai mầm luôn. Anh chị mình thích sưu tầm cái mã D6 này, em mời cả nhà mình cùng lên đơn. Đó là cây D6 nha. Rồi video em sẽ làm ngắn gọn tới đây thôi. Bye bye và hẹn gặp lại cả nhà ở những video sau. Chúc cả nhà sẽ sở hữu được một cái mặt bông đẹp, một mặt bông mà mình yêu thích. Bye bye cả nhà nha. Bye bye cả nhà nha.